Cháu trai đứng cạnh quan tài của ông, cậu cho rằng ông chưa chết. Vì thế nhân lúc không ai ở xung quanh, lén bỏ một chiếc điện thoại vào trước ngực của ông, đợi khi ông được chôn xuống. Bởi vì cậu quá nhớ ông, nửa đêm liền lấy chiếc điện thoại ra gửi tin nhắn cho ông. Ông nội thân mến, cháu không nghĩ ông cứ vậy mà ra đi. Ông đã đồng ý với cháu sẽ ở bên cháu tới lúc dự lễ trưởng thành. Nhưng vừa gửi tin nhắn xong, đột nhiên bên ngoài có sấm chớp. Sáng sớm hôm sau, cậu nhóc Greg vô tình phát hiện tin nhắn cậu gửi cho ông nội ngày hôm qua vậy mà đã nhận được phản hồi. Vừa kinh ngạc vừa mừng, cậu chạy xuống nhà nói với bố rằng ông nội có thể vẫn chưa chết. Nhưng bố lại nói, con não bị ngập nước à, sao có thể được chứ. Greg đem sự việc tin nhắn trong điện thoại nói với bố, nhưng bố lại nói có thể là hacker nào đó đã hack số điện thoại mà thôi. Mà lúc này giám định pháp y đã giải phẫu thi thể của ông nội, căn bản là không thể sống được. Nhưng cho dù là như vậy, Greg vẫn hoài nghi lý do gì mà ông nội lại gửi tin nhắn cho cậu. Đó là ám hiệu chỉ có hai người mới biết được, dùng điện thoại gõ 9 lần 38.427. Đó lại là nội dung mà ông nội gửi cho cậu. Vì để tìm ra chân tướng sự việc, Greg một lần nữa tới mộ của ông nội, lấy điện thoại ra gọi điện cho ông nội. Sau đó cậu nằm bò trên đất nghe kỹ. Điều khiến cậu bất ngờ là bên dưới thật sự vậy mà truyền tới âm thanh chuông điện thoại. Mà điều này cũng chứng minh tin nhắn tối qua thật sự là do ông nội gửi. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ ông nội thật sự chưa chết? Vì thế cậu một mình tới biệt thự của ông nội, muốn xem ở đây có manh mối gì không. Nhưng kết quả lại chẳng có thu hoạch được gì. Đối mặt với tình huống như vậy, Greg chỉ đành tự an ủi bản thân, có lẽ bố đã nói đúng, có thể là ai đó đã hack điện thoại của ông nội. Cứ như vậy đã hơn một tháng trôi qua, Greg vốn cũng đã sắp quên đi chuyện đó. Nhưng điều kỳ lạ lại một lần nữa xảy ra. Chính vào lúc cậu chuẩn bị lên xe bus, vô tình lại thấy người bạn thường xuyên bắt nạt mình đang bán cần sa cho người khác. Ngày hôm sau, cậu bạn đó đương nhiên là bị trường học đuổi, không còn bị bắt nạt. Greg kiêu ngạo đang ở trường khiêu vũ với Hoa Khôi. Nhưng buổi khiêu vũ vừa kết thúc, cậu đột nhiên lại bị Kenny kéo ra bên ngoài cửa. Hóa ra Kenny tưởng rằng thông tin mình bán cần sa là do Greg báo cáo. Đây chính là phiền phức lớn với Ken. Xong việc, Kenny vẫn chưa hết tức, còn ném Greg xuống đất hai tay vắt chéo. Greg uất ức trở về nhà. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại gọi điện cho ông nội, uất ức kể hết những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Gordon nói sợ rằng sau này vẫn sẽ bị đánh, hy vọng cậu ta sẽ biến mất. Vốn vài lời đó chỉ là vài câu phàn nàn, nào ngờ sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Ken vậy mà lại chết rồi. Chẳng lẽ ông nội thật sự đã hiển linh sao? Greg lại gọi điện cho ông nội đã mất, nói rằng Ken ở trường thường bắt nạt mình. Kết quả là hôm sau tỉnh dậy, Ken vậy mà lại chết một cách khó hiểu, và chết một cách rất kỳ lạ. Hai tay bắt chéo, mà tư thế kỳ lạ này giống hệt với tư thế cậu ta bắt nạt Greg. Greg biết được sự việc, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Cô giáo thấy vậy cũng an ủi cậu, nói chuyện này không liên quan gì tới cậu, không cần tạo áp lực với bản thân. Nhưng mà chỉ có mình Greg biết rõ, chuyện này nhất định có liên quan tới ông nội. Vì thế buổi tối trở về nhà, Greg nằm trên giường, gọi điện cho ông nội. Nhưng chính vào lúc cậu đang nói chuyện ở trong lòng, điều khiến cậu sợ hãi là ông nội vậy mà lại gọi điện cho cậu. Cậu sợ tới mức không dám nhận điện thoại. Nhưng khi cậu lấy hết can đảm cầm chiếc điện thoại lên, một tin nhắn mà ông nội gửi tới. Cậu cẩn thận quỳ xuống để kiểm tra nội dung đoạn tin nhắn. Chỉ thấy nội dung bên trong viết: xin lỗi cháu trai, ông không thể tới tham dự lễ trưởng thành của cháu, vì thế ông sẽ dọn dẹp tất cả những ai làm hại cháu. Nhưng Greg trong lòng lại sợ hãi cực độ, vì để khiến ông nội không liên lạc được nữa, cậu dùng chiếc điện thoại cũ đổi lấy chiếc mới khác, và cũng thay số điện thoại mới. Cậu cầm số điện thoại mới và gọi cho ông nội một lần nữa, nhưng lần này lại hiển thị cuộc gọi thất bại. Lúc này Greg hít một hơi dài, nhưng cậu lại sợ không còn điện thoại cũ, không thể cùng ông nội nói chuyện được nữa rồi. Vì thế cậu đã tới lấy lại chiếc điện thoại cũ, đặt nó ở trong một chiếc hộp. Cứ như vậy 5 năm đã trôi qua. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đều yên bình, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện kỳ lạ nào. Nhưng cho tới đêm đầu tiên học đại học, bố đã gọi điện cho cậu. Giáo viên ở trường cấp 3 vẫn luôn chăm sóc quan tâm cậu. Khi đi du lịch đã xảy ra tai nạn cùng chồng, qua đời ngay tại hiện trường. Greg trở về nhà tới dự tang lễ của giáo viên, nhưng lại vô tình biết được cái chết của cô giáo, mà thủ phạm thì vẫn bình an vô sự. Điều này càng làm cho cậu tức giận. Rõ ràng thủ phạm đã lái xe khi say rượu, nhưng thông qua các hoạt động khác nhau, anh ta chỉ bị kết án nửa năm, và đáng ghen tị là ở trong một trại cai nghiện xa hoa. Đây chẳng khác nào biệt thự nghỉ dưỡng. Điều này càng khiến Greg không thể chấp nhận được. Cậu trở về nhà lục tìm chiếc điện thoại cũ, lại một lần nữa gọi điện cho ông nội và đem toàn bộ sự tình nói cho ông nội. Sau đó nói ra ý định thực sự của mình, muốn anh ta phải chết chỉ vì cậu gọi điện thoại cho ông nội đã qua đời. Con trai tỷ phú thống đốc lại qua đời ở trong nhà tắm, mà cái chết vô cùng thảm. Greg cả ngày thần hồn nát thần tính, nhận định chính bản thân mình đã giết anh ta. Trước khi thủ phạm chưa chết thì muốn hắn chết, nhưng khi hắn chết thật rồi, ngược lại đã hối hận. Cậu quyết định tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy cậu đã đến một trung tâm cai nghiện, bỏ ra chút tiền mua chuộc bảo vệ. Thủ phạm đã tự sát, thậm chí càng kỳ lạ hơn, anh ta ở trong nhà tắm đã nuốt nửa bánh xà phòng. Sau khi cảnh sát điều tra nhận định rằng
anh ta do lương tâm cắn rứt lên mới chọn cách tự sát. Toàn thân không ổn định, mà khi Greg hỏi bánh xà phòng đó là của hãng nào, bảo vệ nói ra tên hãng, Greg càng không dám tin, bởi vì thương hiệu xà phòng này, đó chính là thương hiệu mà cô giáo rất thích khi còn sống. Trong lòng cậu cũng rất hối hận, Greg lại tới trước mộ của ông nội, hối hận nói ra bản thân không nên làm vậy, vì sự ích kỷ của bản thân mới biên ông nội thành hung thủ. Mà khi Greg trở về nhà, điện thoại lại một lần nữa nhận được tin nhắn của ông nội. Mà đuôi kết thúc của tin nhắn là ST. Greg biết được ý nghĩa của hai chữ này. Ông nội muốn nói với cậu dừng lại. Lúc này Greg cũng đã đưa ra quyết định quan trọng. Cậu tới bên hồ, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, ném nó xuống hồ. Cũng là lần cuối cậu và ông nội từ biệt. Trong lòng cậu lúc này chỉ có một điều ước, đợi khi cậu tới cuối đời, hy vọng khi cậu được chôn xuống, đừng nhét điện thoại vào. Bộ phim tới đây cũng kết thúc. Chiếc điện thoại của ngài Harrigan, bộ phim dựa trên bậc thầy của phim kinh dị hiện đại, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, không có một hình ảnh kinh dị và đẫm máu nào trong toàn bộ nội dung, nhưng cũng khiến chúng ta nổi da gà khi nhìn thấy nhân vật chính cuối cùng đã ném điện thoại đi. Tôi cũng cảm thấy sự phức tạp của bản chất con người, nó không phải là màu đen và trắng. Trong cuộc sống của chúng ta phải học cách trân trọng những người yêu thương, học cách hòa giải với đau buồn và bất công trong thực tế. Trên con đường phía trước, nhất định phải giữ vững lập trường, đừng để hành vi tà ác chiếm lấy linh hồn.